Thưa quý vị, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, COP26, Alok Sharma vừa có chuyến thăm đến Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 8 nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại đây trước thềm COP27. Chủ tịch COP26 đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và tin rằng Việt Nam sẽ là một quốc gia điển hình trên thế giới về chuyển đổi năng lượng. Trong chuyến thăm, Chủ tịch COP26 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường vào ngày 29 tháng 8 để thảo luận về chương trình đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng. Đây là một thỏa thuận chính trị dài hạn giữa Chính phủ Việt Nam và nhóm đối tác quốc tế IPG của các quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, các thành viên Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Chương trình hợp tác này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng để sớm đạt được các cam kết như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu tại COP26 ở Glasgow. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch COP26 cũng gặp gỡ đại diện các thành viên nhóm G7 và các nhà tài trợ là các đối tác phát triển, doanh nghiệp và các bên liên quan trong khối tư nhân nhằm giúp thúc đẩy sự tham gia của khối nhà nước và khu vực tư nhân trong việc huy động tài chính cho tiến trình chuyển dịch năng lượng. Trước đó, cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch COP26 đã đến thăm Cần Thơ, một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, cùng các nhà nghiên cứu từ Đại học Cần Thơ và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu để quan sát tác động của tình trạng sói lở bờ sông và mực nước biển dâng đối với các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng cao. Ông đã trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ trực tiếp từ người dân địa phương về dự án tăng cường khả năng chống chịu của đô thị trước lũ lụt và tác động của biến đổi khí hậu. Theo Chủ tịch COP26 Alok Sharma, chương trình đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng sẽ tạo cơ hội tuyệt vời để Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, giảm dần than đá, từ đó trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lượng tái tạo và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Và để tìm hiểu về những hỗ trợ của chương trình này, cũng như là những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với Chủ tịch COP26 Alok Sharma về chủ đề này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn. Thưa ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng nhằm đạt được cam kết tại COP26? Sau hội nghị COP26 ở Glasgow, Thủ tướng Việt Nam đã thành lập và chủ trì Ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Điều này cho thấy khả năng lãnh đạo và sự quyết liệt từ những người đứng đầu. Sự lãnh đạo và tầm nhìn từ cấp cao nhất của chính phủ là điều cần thiết ở bất kỳ chính phủ nào để có thể thúc đẩy giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng như các quốc gia khác cần đảm bảo tính nhất quán trong thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không. Một trong những nỗ lực của Việt Nam là việc triển khai quy hoạch phát triển điện lực. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030, cụ thể là ngày 23 tháng 9, khi Liên Hợp Quốc cập nhật tình hình giảm phát thải của quốc gia trong quá trình tiến tới mục tiêu được cam kết tại COP26 ở Glasgow. Việt Nam sẽ nhận được những hỗ trợ cụ thể nào từ chương trình đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng, thưa ông? Biến đổi khí hậu là mối đe dọa lâu dài và đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tại Việt Nam, khoảng 65% lượng khí thải trong nền kinh tế đến từ lĩnh vực năng lượng. Đó là lý do tại sao chuyển đổi năng lượng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giải quyết biến đổi khí hậu. Vì vậy, chúng tôi đã và đang làm việc cùng với Chính phủ Việt Nam về chương trình đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng. Nếu tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng được hoàn thành trước hội nghị COP27 được tổ chức vào tháng 11 này, Việt Nam sẽ nhận được hỗ trợ về mặt kỹ thuật để chuyển đổi sang năng lượng sạch. Quan trọng hơn là những hỗ trợ để huy động tài chính từ cả khu vực nhà nước và tư nhân cho quá trình chuyển đổi này. Khu vực tư nhân rất muốn đầu tư vào năng lượng sạch. Một ví dụ cụ thể là Lego, một công ty của Đan Mạch, đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư 1 tỷ đô la vào nhà máy mới tại Việt Nam. Nhà máy này sẽ sử dụng năng lượng xanh được cung cấp từ một nhà máy điện mặt trời được xây dựng ngay bên cạnh. Tôi nghĩ rằng đây chính là tương lai. Khu vực tư nhân rất muốn đầu tư vào năng lượng xanh tại Việt Nam. Điều quan trọng chúng ta cần làm là khai phá tiềm năng sẵn có.
Ông có khuyến nghị gì để Việt Nam có thể đạt được các cam kết tại COP26? Chính phủ Việt Nam đã tiến hành các công việc để thực hiện các cam kết về giảm khí mê tan và giảm phát thải chung. Tôi cho rằng cộng đồng quốc tế, cụ thể là nhóm các quốc gia G7 sẽ hỗ trợ Việt Nam và các nước đang phát triển khác đáp ứng các cam kết đó. Đây cũng là mục tiêu của quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng mà chúng tôi đang thúc đẩy. Một lần nữa, cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.